bộ Long Nguyễn FC đến từ Tam Kỳ. Như vậy tất cả đã sẵn sàng, hiệp một của trận đấu đã bắt đầu. Ngay bên trong bộ đồng áo xanh quần đen đó là câu lạc bộ Long Nguyễn đến từ Tam Kỳ, và bộ trong áo đỏ quần xanh đó là câu lạc bộ rất nguy hiểm. Rồi vào bộ và vợp lỗi khi mà Diệu Huyền áp sát, và rất khó để cho cao thủ áo xanh Nhật Bình có thể phối hợp với đồng đội, và anh em đã pha bóng lỗi đến vị trí của Xuân Trường. Cuộc trận đấu vẫn còn quá nhiều dành cho đồng áo xanh, cơ hội không được. Tỷ số trận đấu vẫn đang là 1-0, tạm nghiêng về đồng áo đỏ. Cũng đến sân rất đông đủ của hai đội bóng Hương Mỹ và Long Nguyễn, rất nguy hiểm, cơ hội đó là Tùng Lâm. Và xử lý của Bùi Hoàng Trẻ đang xem live stream ở trang truyền lửa bóng đá của chúng tôi. Cơ hội không vào. Sau pha để mất bóng trước đó giúp cho đối phương có bàn thắng, thì Nhật Bình vừa rồi đã có một cú đá rất tốt. Và chúng tôi sẽ đồng hành tất cả các giải đấu tại Việt Nam. Không được. Pha để bóng không thành công của Bình Minh. Phản công cho đó xanh. Trận đấu này diễn ra với tốc độ rất cao. Cơ hội không được. Khá tốt, Huỳnh Diệu. Và đội bóng của Diệu Huỳnh không có lỗi. Đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Sự du động và đà thuộc về Long Nguyễn. Tam Kỳ xuống xa, không vào. Cú đá rất tốt của đội bóng số 10. Chúng ta cùng trở lại với diễn biến của trận đấu. Diệu Huỳnh không được. Tốc độ cơ hội quan trọng. Đối mặt dứt điểm không vào một cách mạnh lạc. Và đây là một tình huống phản công dành cho Trại Hướng Bên xúc xa. Cú đá hơi nhẹ của cầu thủ số 6. Cơ hội dứt điểm không vào, nhưng cú đá của anh Tú vẫn còn hơi thiếu lực. Vào bàn thắng sức bất ngờ. Một tình huống căng ngang vào trong, và người băng vào đó là cầu thủ số 14 Nhật Bình. Như vậy Nhật Bình đã sửa sai sau lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên của Long Nguyễn Tam Kỳ. Một tình huống mà em đã băng vào sức dũng mạnh, một đếm chạm sức xoáy đánh bại thủ thành của ở Trại Hương Mỹ, đó là thủ thành màu số 1 Văn Nhận. Sự cân bằng đã được lấp lại. Văn Nhận ôm gọn bóng, lỗi của người vừa ghi bàn số 19 đó là Huyền Diệu. Cơ hội không vào của Long Nguyễn, và rất mong phụ huynh thông cảm. Qua người hay, cơ hội vào. Một lần nữa các thủ áo đỏ Trại Hương Mỹ vượt lên dẫn trước với một pha phản công tốc độ rất cao và sự bất ngờ đã được tạo ra dành cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại cái cách tạo ra một tình huống phản công nhanh. Một pha càng ngang sai số của cầu thủ áo xanh, và với Xuân Trường một pha bóng tốc độ và một pha chuyền bóng dọn cổ dành cho Bình Minh. Và đó là một bàn thắng rất đẹp mắt dành cho Trại Hương Mỹ. Rất quyết liệt. Vẫn còn. Cơ hội đối mặt Bình Minh không vào. Vừa rồi là một cự ly gần dành cho Bình Minh với pha đẩy bóng mục rừng cái đó xanh. Suýt chút nữa là bàn thắng dành cho cao thủ áo đỏ, bàn thắng dành cho Bình Minh. Cơ hội không vào. Và vừa rồi là một cơ hội đến với Trại Hương Mỹ. Cú đá của Xuân Trường. Xuân Trường đang thi đấu sức ấn tượng. Càng ngán không vào. Như vậy bài của trận đấu đã bắt đầu. Và đội sẽ đổ sân. Hai cầu thủ đã ghi bàn cho Trại Hương Mỹ, đó là bàn thắng của Xuân Trường, bàn thắng của Bình Minh. Trong đó thì Xuân Bình là cầu thủ đã có được bàn thắng, đó là Nhật Bình là người đã có được bàn thắng dành cho đội bóng áo xanh Long Nguyên. Những bàn thắng đều rất đẹp mắt. Và chúng ta sẽ cùng trở lại với hiệp 2.
Người đấu sẽ rất đa xem đây. Cơ hội cho Long Nguyễn ngay ở những pha bóng đầu tiên hiệp 2 này. Rất nguy hiểm. Cơ hội nữa dành cho cầu thủ số 19 đó là Huyền Diệu. Cơ hội mặc bóng Nguyễn quá đáng ngay không vào. Một pha phá bóng lỗi của cầu thủ xanh và sút chung nữa là một cú đá xa. Cơ hội phản công. Đối mặt sút không vào. Quá đáng tiếc dành cho Trẻ Hương Mỹ. Một cú đá cận thành của Văn Tâm. Văn Tâm được đưa vào sân. Thời tiết tại Bình Minh lúc này đang rất thuận lợi cho chúng ta. Cơ hội cho Văn Tâm. Qua người, quá hay, cơ hội không vào, không phải là Văn Tâm. Và qua người rất hay của cầu thủ số 17 đó là anh Khoa. Và xử lý rất cơ bản. Và đây kỹ thuật của anh Khoa. Một động tác qua người và một cú đá đi đưa bóng ra ngoài. Và cùng xem lại cách qua người và một pha sỡ lòng của anh Khoa. Rất nguy hiểm, vẫn chưa có bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ Trẻ Hương Mỹ. Vừa rồi là một cơ hội rõ ràng dành cho đồng áo đỏ. Khung thành của cầu thủ xanh đang trao đảo liên tục. Chúng ta cùng xem lại pha đưa bóng rất tốt của đá cận thành của hiệp 1 trận đấu đã trôi của hiệp 2. Huyền Diệu đối mặt không vào. Pha xử lý rất cơ bản, kỹ năng phải nói là rất tuyệt vời của một cô gái duy nhất ở sân bóng em đây. Một trận đấu rất quý dành cho các em vào dịp cuối tuần sau những ngày học tập ở những ngôi trường của mình. Thôi, đây là Huyền Diệu rất kỹ thuật. Một cú đá chân trái không vượt qua được số 9 của các thủ áo xanh đó là Hoàng Thiên. Đây là Xuân Trường. Xuân Trường, cơ hội dứt điểm không được. Quả trống được tạo ra dành cho Diệu Huyền. Đó là Huyền Diệu. Và xử lý rất tốt của Dương Hoàng. Đối mặt không được. Xu xa không vào. Cú đá cuối cùng là vẫn là Huyền Diệu. Cô gái đang thi đấu rất ấn tượng ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem lại một pha qua người của Dương Hoàng và một pha đập nhã với Huyền Diệu. Và mặc dù em đã bị ngã, tuy nhiên đã kịp đứng lên để tung ra một đá sạc. Một người của thủ thiên về phòng thủ phòng ngự của các cầu áo đỏ. Cơ hội không vào. Pha bóng tốc độ cao của Xuân Trường. Bóng là đập vào ngực thủ môn vừa vào sân. Bên phía lòng Nguyễn Tam Kỳ. Nga Bình, càng ngăn. Tuyến hai không vào. Đây là Huyền Diệu. Rất khó dạy cho em. Phản công. Vâng, bóng đá cộng đồng gái trai không quan trọng anh. Đó là sự đam mê của bé số 19 bên phía cao thủ Trẻ Hương Mỹ. Một bé gái đang thi đấu rất ấn tượng, không khác nào nam, thậm chí nhỉnh hơn cao thủ các chàng trai của chúng ta. Và như vậy trận đấu đã khép lại với tỷ số là 2-1. Hiệp thứ hai đã khép lại và chúng ta cùng trở lại với diễn biến của hiệp ba, hiệp thi đấu thứ ba. Trận đấu giàu giữa hai đội Trẻ Hương Mỹ và câu lạc bộ Long Nguyễn Tam Kỳ. Và bóng xử lý không thành công của Minh Thiện. Qua người, cơ hội cho đội bóng Hương Mỹ. Rất tốt. Phải cắt ngang vào trong cho Huyền Diệu không thành công. Phải qua người hay, cơ hội rất hay. Bùi Hoàng. Xu xa, cơ hội không vào. Hai đều. Cú đúp dành cho Nhật Bình ở trận đấu ngày hôm nay. Bóng ngói ra từ tay thủ thành mạo số 1 Văn Nhẫn và đến vị trí của Nhật Bình. Những nỗ lực của Long Nguyễn Tam Kỳ đã mang lại bàn thắng gỡ hòa với pha xử lý rất kỹ thuật của Bùi Hoàng. Và một pha đưa bóng vào trong dành cho Nhật Bình. Hai cú đá liên tục của Nhật Bình. Qua người hay, cơ hội rất tốt. Dứt điểm không vào, cú đá của Huyền Diệu. Một số mà em vẫn chưa có duyên ghi bàn.
Scrabby dành cho trại Hưng Mỹ. Đánh đầu rất nguy vâng, bàn thắng sức may mắn và người băng vào đó là Huyền Diệu. Và cô gái duy nhất ở trận đấu ngày hôm nay cuối cùng đã ghi bàn. Bàn thắng đánh đầu, bóng bật ra và đến cái đầu của Huyền Diệu. Như vậy hai trận đấu liên tiếp thì cô gái của chúng ta đều ghi bàn. Ta cùng xem lại pha phối hợp đá biên. Đây là đội bóng Hưng Mỹ được gây dựng bởi bầu Quang Lúc, một người con của Hưng Mỹ, đặc biệt là thôn Hưng Mỹ đã tổ chức ra rất nhiều những giải đấu. Rõ ràng những giải đấu như thế này, những trận đấu giải hữu sẽ giúp cho các cầu thủ chúng ta, những em ngồi học tập có thể rèn luyện thể dục thế nào, nâng cao sức khỏe, vì đó là tránh xa những tệ nạn xã hội và những hay game. Game đặc biệt là điện thoại đang là một vấn nạn, vấn đề mà các phụ huynh chúng ta đang rất đau đầu. Và những câu lạc bộ như thế này sẽ giúp cho các em có một môi trường tránh xa điện thoại vào dịp cuối tuần ở hiệp hai này. Một đường căng ngang không thành công của Bùi Hoàng. Cơ hội không vào, và lăng xạ của Dương Hoàng phản công cho trại Hưng Mỹ. Đây là sung trường cứu bóng rất tốt. Đại Khôi không được, rất nguy hiểm, không được. Xuân Trường, vẫn là Xuân Trường, cơ hội phía trong khá trung trại, đỗ mặc không vào. Cú đá của anh Tú phản công cho là Nguyễn Tăng Kỳ, liệu có ba đều hay không? Đó là Thành Đạt, cơ hội Thành Đạt vào. Tỷ số được cân bằng 3 đều và Thành Đạt ghi bàn vừa vào sân thôi. Một tỷ số rất đẹp cho trận đấu giao hữu ngày hôm nay và khép lại với tỷ số là 3 đều. Đoàn quân của Hoàng Lộc vẫn chưa có được những chiến thắng ở sân Sáu Hùng. Hai trận đấu liên tiếp tại sân bóng Sáu Hùng vẫn là một tỷ số 3 đều. Một kết quả cũng rất đẹp cho chúng ta, những phụ huynh của các đội bộ của các em. Và với ekip truyền lửa bóng đá, đây là một tỷ số mang lại sự hài lòng với chúng tôi, với một sự cống hiến của các cầu thủ trẻ và niềm vui vỡ hòa của cầu thủ xanh không phải là nỗi buồn để mang về Tam Kỳ. Đó là tinh thần thể thao dành cho tất cả chúng ta, và chúng tôi mong là vậy. Và cảm ơn quý bạn đã đón xem buổi live stream của ekip truyền lửa bóng đá. Bình luận viên Lê Quân xin chào và hẹn lại ở những trận đấu tiếp theo. Và chiều nay Lê Quân sẽ đồng hành với anh em Tam Kỳ một giải đấu tại trường Cao đẳng Quảng Nam, trường Đại học Quảng Nam. Xin chào và hẹn lại.